です。Kính thưa quý cha linh ứng, thầy có thế, kính thưa quý anh chị, hôm nay chúng ta vui mừng gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng, chúc Tết trong buổi Undria đầu năm Tân Mão là một dấu chỉ hiệp thông của một gia đình huynh đệ mà chính Chúa Kitô là trung tâm điểm của sự quy tụ chúng ta. Với quý cha linh hướng vùng Paris và lân cận, quý cha sinh viên từ Việt Nam du học và đặc biệt có cha Dũng và phái đoàn từ Thoa, từ Benzic và quý anh chị em Sài Gòn cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa về những ân huệ mà chúng ta được đón nhận như quà tặng nhưng không mà Thiên Chúa trao ban cho từng người, từng gia đình và cho phong trào của chúng ta trong năm qua. Và chúng ta cũng dâng lên Chúa trong thánh lễ đầu năm mới này với lòng khiêm nhường, cậy trông và phó thác, xin Chúa chúc lành cho những công tác của chúng ta. Nhân dịp đầu năm mới, con xin thay mặt cho ban điều hành phong trào kính chúc quý cha, quý anh chị em một năm mới tràn đầy ơn Chúa, giàu tình huynh đệ và bình an của Chúa Kitô phục sinh.